Thưa quý vị, nhiều ngày qua, mạng xã hội Facebook liên tục xuất hiện hình ảnh về hiện tượng giống như là hai mặt trời cùng một lúc xuất hiện. Lần thứ nhất là vào ngày 11 tháng 3, theo một số bài đăng, một người dân đã ghi lại cảnh giống như là hai mặt trời cùng lúc xuất hiện trên bầu trời ở Hồ Tây, thành phố Hà Nội. Lần thứ hai là vào ngày 14 tháng 3 tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, ảnh chụp giống như là hai mặt trời xuất hiện vào lúc buổi sáng sớm khoảng từ 5 giờ 30 phút đến 6 giờ 30 phút. Thậm chí người đăng tải hình ảnh còn khẳng định hình ảnh này có thể nhìn bằng mắt thường. Liên quan đến hiện tượng này, ông Vũ Thế Hoàng là chủ nhiệm câu lạc bộ Thiên văn Hà Nội gọi tắt là HAS nhận định cả hai lần có hiện tượng nhìn giống như hai mặt trời xuất hiện, khả năng không phải là hiện tượng thiên nhiên mà là do người chụp sử dụng chức năng flare, tức là lóe sáng trong máy ảnh. Theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, một mặt trời lớn to tròn và sáng hơn nằm phía trên cùng, một mặt trời nhỏ hơn, tròn và kém sáng ẩn dưới những đám mây. Ông Vũ Thế Hoàng, chủ nhiệm câu lạc bộ Thiên văn Hà Nội cho biết hiện tượng giống như hai hay nhiều mặt trời xảy ra khá nhiều và do hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là hiện tượng tự nhiên do sự khúc xạ, phản xạ ánh sáng trong những điều kiện thời tiết, vị trí, môi trường đặc biệt dưới các lớp mây băng tinh thể. Các hiện tượng đó có thể kể đến như là sun dark, nghĩa là mặt trời giả. Nếu xuất hiện hiện tượng này, người dân có thể nhìn thấy 2 đến 3 mặt trời giả xung quanh mặt trời thật bằng mắt thường. Thứ hai, có thể là do chủ thể chụp ảnh có ống kính máy ảnh hoặc camera của máy ảnh điện thoại với chất lượng quang học không tốt, bị phản xạ qua nhiều lớp lăng kính hoặc hình ảnh quay chụp qua các môi trường bị phản xạ, ánh sáng khác dẫn đến tình trạng xuất hiện hai mặt trời. Trường hợp này xảy ra rất nhiều, không chỉ riêng Việt Nam. Trên các trang mạng xã hội quốc tế, người dân cũng đăng tải rất nhiều hình ảnh. Ông Vũ Thế Hoàng phân tích, những hình ảnh hai mặt trời cũng chỉ xuất hiện theo một góc, nên theo suy đoán hiện tượng này khả năng cao là do camera của người chụp. Trước đó, hiện tượng giống như hai mặt trời xuất hiện cùng lúc cũng từng xuất hiện trên thế giới vào thời điểm tháng 7 năm 2023 tại tỉnh Tứ Xuyên thuộc Trung Quốc. Clip do một người đàn ông quay lại khi nhìn thấy hai vật thể giống như mặt trời ẩn hiện trong mây và đã đăng tải lên mạng xã hội. Các chuyên gia đánh giá hiện tượng này rất hiếm gặp, nhưng cũng chỉ là một hiện tượng quang học thuần túy, chứ không phải là một điềm báo nào. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.